Ok nhá, hello tất cả các bác, xin kính chào tới toàn thể quý vị và các bạn cùng toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của MI Audio nhá. Đấy, và tôi cũng lần đầu tiên trong cái video này thì cho cửa hàng bên MI gửi một cái lời cảm ơn đến toàn thể 10.000 người đang theo dõi trên kênh YouTube của cửa hàng bên MI Audio các bác nhá. Và cũng như thường lệ thôi thì cũng là 11 giờ trưa và 19 giờ tối thì cửa hàng bên MI lại tiếp tục lên sóng những cái sản phẩm về cái vấn đề âm thanh cho tất cả các bác thì nhưng hôm nay thì có một cái đặc biệt nên là mở lời của cái video này thì vẫn là một cái lời cảm ơn đến toàn thể tất cả các bác đã đăng ký kênh của cửa hàng bên MI để cho đến hôm nay thì ngày trưa thì kênh của MI những 35-40.000 cơ, nhưng mà có một số vấn đề nên là chúng ta làm lại cái kênh này thì cũng hôm nay là cũng được 10k sub rồi các bác nhé. 10k sub có nghĩa là 10.000 người đăng ký. Thì cũng cái niềm vui thì nó cũng vẫn như cũ thôi các bác, chứ nó chẳng có gì cả. Và đặc biệt rằng là nó cũng niềm vui thì hân hoan thì anh em mình cũng chung thôi. Bởi vì nó làm nên tất cả thì phải nói với các bác rằng là nếu như mà cũng có người này người kia trong những cái lúc làm kênh thì cũng có khách này khách kia, nhưng mà cũng không vừa lòng tất cả các bác được. Đó là nói thật với các bác rằng là cũng là buôn bán mà. Thì nói bảo lừa vừa lòng 100% thì em khẳng định với các bác rằng là cái vấn đề đấy nó không thể được. Nó không có được các bác nhé. Nó không có được. Thì nếu như cửa hàng bên em có những cái vấn đề gì mà nó sai thì các bác có thể thông cảm giúp cửa hàng. Và có những vấn đề gì mà các bác muốn đóng góp ý kiến thì các bác có thể là đóng góp ý kiến cho cửa hàng bên em nhá. Thì thôi thì bỏ qua vấn đề đấy. Trong buổi ngày hôm nay thì để mừng 10.000k sub của cửa hàng bên em thì em có hai con đẩy. Ok cho anh em, có hai con đẩy này. Thì đây là em hai thứ nhất, em hai cũng không phải là em hai bán phá giá. Đấy, cửa hàng này, cái này thì bên cửa hàng của anh Xuân cũng đang bán, anh Xuân tốc đỏ đấy các bác. Đấy, các anh em ở Thanh Hóa cũng đang bán cái dòng này là dòng của DL Cutic, một cái thương hiệu đến từ Mỹ. À quên, em xin lỗi các bác nhé, một cái thương hiệu đến từ Đức. Ok, à, lỡ mồm các bác ạ. Mỹ với Nhật nó quen rồi. Ok anh em. Thế con này thì nó là thương hiệu đến từ Đức này các bác này. Mà nó là hàng line new nhá, có nghĩa là hàng mới 100%. Nguyên hộp cho anh em. Thì con này nó là DL Cutic, mã của nó là D650. D650 và con này thì công suất của nó là 650W một kênh 8 ohm. Và chạy mạch class D các bác nhá. Đấy, chạy mạch class D. Ui mưa to quá anh em ạ. Đấy, chạy mạch class D nha các bác nhá. Đấy, ok, ngoài trời đang mưa rất to này. Đó đây anh em. Thì cái con đẩy này nó sẽ giúp cho tất cả các bác là đập hai cặp la full 30 đây các bác nhá. Ở đây thì nó sử dụng cho tất cả các bác là bốn con MOSFET rất là to. Đấy, 1 2 3 và 4 này, đúng không? Đấy, đây là bo nguồn này. Cái tản nhiệt của cái dòng class D này thường thường nó không to các bác nhá. Và đặc biệt rằng là ở đây thì con này thì như thế nào các bác nhỉ? À đây là nó sử dụng là mạch class D xuyến các bác nhá. Class D xuyến. Class D xuyến. Đấy, nó không phải là class D sung. Class D sung nó sẽ không có cái phần nguồn này. Nó là class D xuyến nhưng nó vẫn là class D nha các bác nhá. Đây. Con này thì nó có những cái tính năng như sau. Đấy, các bác có thể là con này thì nó có hệ thống chống chập rất tốt các bác nhá. Đấy, chống chập rất tốt luôn. Thì nói chung với tất cả các bác rằng là đây là một cái hệ thống nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà cái công suất cực đại của nó đưa ra rất là khủng khiếp anh em nhá. Đấy, công suất cực đại đưa ra rất là khủng khiếp. Và đây, đấy các bác xem một cái mạch rất là đơn giản, nó ra đến công suất là 1300W một kênh. À 1300W hai kênh thì nó rất là đơn giản thế này thôi. Đấy anh em nhá, anh em nhìn nhá. Nhưng mà khẳng định với tất cả các bác rằng là công suất không thiếu một tí nào. Đó, công suất không thiếu một tí nào. Anh em xem video mà cảm thấy ồn thì các bác có thông cảm tí nhá. Ở ngoài trời đang mưa to. Đấy, ok chưa? Đây là mặt mũi của nó này. Đấy, để cho các bác. Thì em sẽ test nhạc trước cho tất cả các bác nhá. Đấy, test nhạc trước cho anh em này. Đây anh em này, em sẽ test nhạc cho anh em nghe thử nhá. Này, em bật lên này. Đó, bật lên này. Ô. Đây em sẽ bật lên cho anh em nghe thử này. Đây bật lên nhá các bác này. Đấy, bật lên nó hiển thị rất là đẹp, thấy chưa? Con này máy chạy cực êm các bác nhá, máy chạy cực êm luôn. Máy chạy cực êm, mặt phay nhôm anh em nhá, mặt phay nhôm. Ok chưa? Đấy, bây giờ em bật nhạc này. We'll be right back.
ghê các bác. Ok anh em, đấy cái dòng này thì em sẽ để to hết ở đây và em sẽ là to to nhỏ trên vang các bác nhá. Đấy nên là các bác nghe nó cũng rất là ok. Thì đây thì nói chung với tất cả các bác rằng là em cũng không phải là phá giá đâu, mà hôm nay thì cũng là trong cái có nghĩa là khi cửa hàng bên em được 10k sắp thì em cũng có một cái muốn có một cái phần quà nó nhỏ nhỏ, nhưng mà phần quà này thì nó quá là giá trị. Bởi vì nó mang lại cái giá trị lợi sử dụng cho tất cả các bác rất là bền lâu, và đặc biệt là con đẩy này em sẽ bán với mức giá nó rất là rẻ. Đấy, các bác có thể tham khảo qua cái dòng của DE Cutic này. Đấy, rất là tốt luôn và rất là nổi tiếng ở trên thị trường Việt Nam hiện tại. Đấy, nó không kém gì so với độ nổi tiếng của JD đâu các bác nhá. Đấy, con này đằng sau đây anh em xem này. Đấy, đằng sau đây. Đó, được cho mọi người. Đó, con này nó có cả Sitte và Paradai nhá. Con này nó không có chập kênh đâu anh em. Con này nó không có chập kênh các bác nhá. Đấy, nó có Sitte và Paradai thôi. Có nghĩa là nó sẽ có đường link tín hiệu thôi. Đấy, và đường chạy Sitte anh em nhá. Đấy, nên là các bác nên nhớ rằng là đối với con đẩy này thì anh em về nhà dùng thì có thể dùng được 2 cặp 30 trong gia đình nhá. Hệ thống chống chập rất tốt các bác nhá. Đấy, và con này thì cửa hàng bên em sẽ bán cho tất cả các bác với mức giá là sẽ rẻ hơn 1 triệu. Có nghĩa là cửa hàng của bác Xuân và anh em thì tất nhiên rằng là đây thì em nói trước với các bác là đây chỉ là mừng kênh của em được 10k sắp thôi. Ok chưa? Chứ không phải là cửa hàng bên em. Đấy, chứ không phải là cửa hàng bên em như thế nào nhỉ? Đấy, cửa hàng bên em phá giá các bác nhá. Mà đây là em mừng kênh của em 10k sắp thì có 2 con đẩy này. Em sẽ chịu lỗ để em bán cho tất cả các bác để các bác lấy niềm vui. Và em cũng lấy niềm vui. Thì em sẽ bán rẻ đến 1 triệu nhá. Đấy, các anh ấy bán cho anh em là 5 triệu rưỡi đến 5 triệu 6 thôi, thì hôm nay em bán 4 triệu rưỡi, được chưa? Đấy, có 2 con thôi. Đấy, bác nào có cái nhu cầu liên hệ trực tiếp với cửa hàng bên em. Cục đẩy này thì nó sẽ được bảo hành cho anh em bằng 2 năm. Đấy, cục đẩy bảo hành 2 năm các bác nhá. Đấy, cục đẩy bảo hành 2 năm. Rất là tốt và rất là khủng khiếp luôn. Ok chưa? Bảo hành, chế độ bảo hành kinh điển luôn các bác nhá. Đấy, cũng cảm ơn của DE Cutic thì nói chung là mang lại những cái sản phẩm nó rất là tốt đến cho tất cả các bác. Ok chưa? Đấy, và bác nào có cái nhu cầu nhá. Vâng ơi. Thì liên hệ trực tiếp đến với cửa hàng bên em để các bác có thể là lấy cái cục đẩy này, nó có 2 cục thôi anh em nhá. Đấy, rẻ được 1 triệu đấy các bác nhá. Các bác liên hệ trực tiếp với cửa hàng bên em nhá. Đây số điện thoại của hàng bên em hai đây. 0972345183 nhá. Đây ạ. Đấy, địa chỉ của cửa hàng bên em đây. Zalo của em là 0972345183 luôn. Đấy, chúc tất cả các bác xem video vui vẻ nhá. Đấy, và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau nhá. Đấy. Ok chưa? Đấy, mưa to quá các bác nhá. Xin kính chào các bác nhá. Bye bye.